Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, và trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những ngày tốt, xấu trong cái tháng 6 âm lịch của năm 2020. Thì tháng này là tháng thiếu. Và chú ý quan sát ở trên màn hình, tôi sẽ quay rất chậm để mọi người xem cho nó được kỹ hơn. Ở đây thì ta thấy là cũng theo thứ tự, đây là thứ ngày, rồi đây là ngày dương lịch, ngày âm lịch. Lịch can chi này, sao này, lục nhâm này, vận xấu khác, rồi ngày tốt xấu ở bên này. Thì ở bên này là cái màu đỏ là màu là cái ngày tốt, màu xám là cái ngày xấu, còn cái ngày bình thường là màu xanh. Chúng ta chú ý kỹ nha. Đây âm lịch, ngày mùng 1 là ngày xấu này, ngày mùng 2 là ngày tốt. Tuy nhiên là đối với ngày này thì cũng kỵ cái thôi. Ngày mùng 3 là ngày tam nương, đây là ngày xấu. Ngày mùng 4 là ngày bình thường. Ngày mùng 5 cũng là ngày bình thường. Ngày mùng 6 là ngày tốt, tuy nhiên là ngày này cũng kỵ kết hôn. Ngày mùng 7 là ngày tam nương, đây là ngày xấu. Ngày mùng 8 là ngày bình thường. Ngày mùng 9 là ngày tốt. Ngày mùng 10 là ngày sát chủ, đây là ngày xấu. Thì chúng ta cũng để ý cái bên này là cái ngày dương nha, còn ngày âm ở đây ngày 11 thì bên này tương đương là ngày 31 tháng 7 là ngày dương lịch vào thứ sáu đấy. Chúng ta chú ý là theo dõi cho nó kỹ. Hôm đấy là ngày bình thường, ngày 12 cũng là ngày bình thường, ngày 13 đây là ngày tam nương, làm một ngày xấu trong mọi việc. Ngày 14 đây là ngày bình thường, 15 là ngày tốt này, 16 là ngày tốt, ngày 17 là ngày tốt, ngày 18 là ngày tam nương là ngày xấu, ngày 19 cũng là ngày xấu, ngày 20 là ngày bình thường và ngày 21 là ngày bình thường. Đây, ngày 22 là ngày vừa là ngày tam nương cũng lại vừa là ngày sát chủ, ngày này là ngày rất xấu. Ngày 23 là ngày tốt, ngày 24 là ngày bình thường, ngày 25 là ngày xấu, ngày 26 là ngày tốt, ngày 27 là ngày tam nương là ngày xấu đấy, ngày 28 là ngày tốt và ngày 29 là ngày bình thường. Tháng này là có 29 ngày vì tháng này là tháng thiếu đấy. Quý vị xem lại nhé, nếu mà nhanh quá thì chúng ta quay lại cái video chậm lại để chúng ta lựa chọn cái ngày và xem cái ngày cho kỹ hơn, bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày 29 hàng tháng. Trong đây có những các cái ngày tốt và ngày xấu. Đây, ngày màu đỏ là tốt này, mùng 2 tốt này, mùng 6 tốt này, mùng 9 là ngày tốt này. Ở trên này là có ngày mùng 15, 16, ngày 17, 3 ngày tốt nữa. Rồi đến ngày 23, 26, 28 là ngày tốt. Thì chúng ta lưu ý các cái ngày mà có cái mực màu đỏ mà tôi đã bôi sẵn ở đây rồi. Đấy. Và quý vị thân mến thì trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn những ngày tốt, ngày xấu trong tháng 6 âm lịch của năm 2020 để cho chúng ta tiện theo dõi và lựa chọn cái ngày tốt phù hợp với mệnh của mình để làm các cái việc lớn, đạt cái hiệu quả cao hơn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video
hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.